Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cu Quân Vlog. Thì đã nhiều ngày hôm nay rồi, mình đã ở trên núi này khá là lâu rồi các bạn ạ. Mình đã tu luyện được cách biến thân và biến hóa những quân SCB các bạn ạ. Và cụ thể ngày hôm nay mình đã làm một cái phép, đó là các bạn có biết cái gì không? Đó là mình đã tạo ra được khuôn mặt của SCB các bạn nhá. Và mình đã hóa thân thành nó, đó là SCB 096. Yeah. Bây giờ mình sẽ thể hiện tài năng của mình cho các bạn xem. Nhưng mà với một cái điều đặc biệt, các bạn biết là gì không? Nope. Các bạn ơi, nếu chúng ta điều hoặc là chúng ta hóa thân thành cái mặt của SCB 096 thì chúng ta phải đối diện với cái nguy hiểm khi gặp SCB các bạn ạ. Vì khi chúng ta hóa thân thành SCB thì chúng ta đã nhìn vào mắt của nó, giống như các bạn đang nhìn vào mắt của mình như này, thì chúng ta rất là gặp rất là nhiều nguy hiểm. Nhưng mà mình đã luyện được đến tầm này rồi, mình sẽ thử sức xem thế nào các bạn nhá. Ok mọi người, thì bây giờ để hóa thân được thì mình cần phải khởi động các bạn, khởi động thân thể các bạn. Các bạn đừng cười mình nhá, mình chỉ khởi động thân thể thôi. Nope. Nope. Đây là động tác làm dấu chân mọi người. Nope. Người nha, bây giờ các bạn thử xem tài năng biến hình của trở mình trở thành SCB như thế nào các bạn nhá. Ta là SCB đây. Ta là SCB đây. Biến. Biến. Biến đi. Biến. SCB đây. Các bạn ơi, bây giờ là ta điều, ta biến thành cái mặt tạ này rồi, giống SCB không? Các bạn thấy SCB không? Đây là SCB 096 mọi người nhá. Đây là SCB 096. Chị dù mọi người ơi, mình thấy một hiện tượng rất lạ luôn mọi người ơi. Không có liên kết được bằng việc mình phát hiện này. Khi mình đeo SCB, khi mình giá danh thành SCB các bạn, thì được chứng tỏ rằng là cái mình sẽ nhập hồn vào cái con SCB, nó hiện ra trước mắt mình. Mình nghĩ rằng nó có khi nó đang ở xung quanh đây các bạn ơi, rất là nguy hiểm luôn. Cô không sao anh ơi, bây giờ anh ơi thì chờ đợi như thế nào nhá, quên nó có thực sự nó có xuất hiện trong khu rừng, SCB có xuất hiện trong khu rừng này không các bạn nhá. Anh em ơi, có lẽ SCB 096 nó xuất hiện các bạn ơi. Bây giờ các bạn cùng mình đi sâu vào cái khu bên trong coi xem thế nào các bạn nhá. Mình đã giá danh là SCB 096 rồi thì mình không còn đường cơ hội nào khác, mình phải lại làm hòa hoặc là lý giải thích cái nó, không thực sự nó sẽ chiến đấu với mình mà nó sẽ ăn thịt mình các bạn ạ. Bây giờ các bạn đi vào bên trong nhá. Người đấy. Ừ.
điều kiện bên đây thì anh đúng rồi anh em ơi, đúng mẹ nó thôi. Ui, mình sẽ đối diện với nó mọi người nhé, để mình lại mình hỏi tham quan nó như thế nào anh em nhé. Anh em nhớ mà nhớ ủng hộ cho mình nhé. Không biết là lượt này gặp SCB có còn cơ hội để quay phim nữa không. Nó bạn thịt mình tuôi anh em ơi, tuôi luôn đấy. Đấy anh em thấy chưa, nó đang ngồi ở vị trí đằng kia này. Để mình lại mình hỏi nó quay nó như thế nào mà nó là ngồi đó làm chi được ấy. Mình tiến lại mình hỏi thêm thế nào các bạn nhá. Anh em ơi, mình sẽ lại hỏi thăm nó nhá. Ui ơi, đừng nhớ mọi người ơi. Các bạn thấy mặt đằng sau mình thế nào? Chắc có lẽ nó không phát hiện ra mình đâu. Hơ? Không nói gì mọi người ơi, tai đai thật. Mày đã thật lòng như vậy rồi nhưng mà nó không nói gì mọi người ơi. Nope. Tiếp hỏi mày hỏi tiếp nhé. Này, để biết CB có nạn kia. Ủa thì vậy à, sao không trả lời ta là đồng quản của ngươi đây. Tên pháp sư thối này, ta phải nhập vào người của ngươi. Mọi người ơi, bây giờ lúc bây giờ mình làm gì các bạn ơi? Mình đã bị SCB 096 nó điều khiển mình. Rất là nguy hiểm rồi mọi người ơi. Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Thôi mình chào tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhá. Nếu các bạn thấy cái video này hay các bạn nhớ like và đăng ký để ủng hộ cho mình nhá. Xin chào tất cả các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn.